Chào toàn thể các bác. Thì hôm nay Xuất Ngọc Anh Hồ lại được gặp lại các bác trong một cái clip giới thiệu về những chiếc cặm kiềng. Và hai cái chiếc cặm kiềng mà các bác nhìn thấy trên ở màn hình là hai cái chiếc cặm kiềng em muốn giới thiệu trong clip ngày hôm nay. Và đây là hai cái mẫu cặm mà các bác sử dụng đi đánh chồn, cầy cáo mèo rất là nhiều. Đấy, có rất là nhiều lý do để các bác chọn hai cái mẫu cặm này nhá. Cặm thì có từ size 12, cặm 9, cặm 12, 14, 16, 18, 22, 25 đến 35. Thế nhưng mà đây là hai cái mẫu cặm phổ thông mà dành cho các bác đi rừng rất là nhiều. Đấy, chủ yếu là các bác đánh kinh tế thì bên em là cái đơn vị cung cấp đầu nguồn, đại lý cấp 1 về những chiếc cặm kiềng như thế này. Cặm kiềng thì em cũng xin nói luôn, cái này xuất xứ từ Trung Quốc nhé các bác nhé. Hàng này hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trở về. Đấy. Và về đến bên mình thì người ta sẽ bán cho các bác những chiếc cạm nguyên bản, chưa có những chiếc bàn như thế này. Đấy, các bác biết rồi đấy, chưa có những chiếc bàn như này. Bàn như này là bên em tự làm. Đấy, tự làm và làm sẵn cho các bác, về các bác chỉ việc chơi thôi. Thì đây là mẫu cạm 14, còn đây là mẫu cạm 16cm, có bàn sẵn rồi. Và bàn thì bên em cũng đo rất là vừa phải. Đấy, nó không quá to. Vì các bác nhìn này, cái diện tích nó như thế này. Nếu mà nó to hơn một tí nữa thì trong cái quá trình mà con thú nó dẫm vào ấy, nó sẽ bị vướng vào những cái răng này. Đấy, rồi nó không sập được cạm khít lại thì đâm ra là sẽ bị sổng mất cái con mồi. Đấy, rất là nhiều bác và sao không làm to lưỡi ra. Thì trước kia em cũng đã làm những cái mẫu to hơn rất là nhiều. Thì các bác bảo không được, làm như thế thì nó rất là vướng. Thì em đã rút lại kinh nghiệm làm những cái mẫu nó vừa phải thôi. Và cái kích cỡ như thế này thì em đã làm được khoảng 1 năm nay rồi. Thì các bác không phàn nàn gì cả. Các bác cảm thấy là vừa phải. Vì các bác nhìn này, cái diện tích của cái mẫu cạm như thế này nhá. Đấy. Thế mà khi mà các bác đặt cạm thì các bác nhớ này, ví dụ đây là cái lối đi thẳng này. Cái lối đi của con chồn hay con thú mà các bác muốn đánh ấy thì các bác đặt cạm ngang đúng như thế này. Nó đi theo chiều này vào. Đấy. Và cái phần bàn đạp của cạm này, các bác để làm sao mà nó bằng cái phần răng thôi. Đấy, các bác để thấp nó xuống một tí nữa thì càng tốt. Đấy. Thì bên dưới các bác có thể đào được hố nữa thì càng tuyệt vời hơn. Còn nếu mà các bác đặt nổi lên trên mặt đất thì các bác ngụy trang thêm một vài cái lá cây vào nhé. Ví dụ là các bác ngụy trang thêm một chút lá cây như thế này. Em sẽ lấy cái lá nó to hơn một tí. Đây đi. Các bác ngụy trang lại cái lá như thế này chẳng hạn. Đúng không ạ? Thì không có nào có thể nhìn thấy được cả. Đấy là cái cách ngụy trang. Các bác chỉ cần ngụy trang một lá thôi. Thế là ok. Đặt ngang như này và nó sẽ đi vào đây. Và nó chỉ cần dẫm vào một cái mép nho nhỏ này thôi. Bởi vì cái lẫy này bọn em cài rất là mớm. Rất là mớm thôi. Các bác cài cũng vậy, chẳng cần phải là cài nó sâu quá. Sâu quá thì khi mà các bác đi đặt bẫy nó rất là khó sập. Các bác đặt mớm như này, nó chỉ cần chạm nhẹ vào những cái mép này thôi, nó đã sập bẫy rồi. Nên là các bác không cần gì nó phải quá to ra như này nhá. To mà nó vướng vào những cái răng như này nó còn khó chịu hơn rất là nhiều. Đấy. Đấy là cái cách đầu tiên. Cái thứ hai nữa thì rất là nhiều bác nói là thế không biết là những cái mẫu cạm 16 này đánh được những cái con thú độ khoảng hơn chục cân rồi. Thế nhưng mà để sử dụng đánh có những cái con thú nó nhỏ hơn nữa thì sao? Nó có sập bẫy được không? Thì có chứ bác. Rất là sập, sập ok. Bởi vì chỉ cần chạm nhẹ đã sập rồi. Thế nhưng mà sập vào thì nó có gây sát thương hay không? Hoặc là có đứt cái chân cái con mà các bác đi đánh hay không ấy, thì lại là một vấn đề. Ví dụ như mẫu này thì các bác đánh ví dụ mà cái tầm 3 kg đổ lại là nó sẽ sập đứt chân đấy nhá. Sập đứt chân, mẫu này rất là khỏe, mẫu 16cm mà. Đấy, nên là sẽ có một cái cách để cho các bác hạn chế, các bác có thể đánh được to lẫn nhỏ. Thì đây là cái cách mà em muốn giới thiệu cho các bác. Đấy, các bác có thể quấn rẻ vào như thế này. Đây, sao mờ đấy nhỉ. Chắc em rơi sát quá, cái độ phân giải là chưa kịp. Các bác quấn rẻ vào như này nhá. Lấy những cái rẻ mỏng, rẻ màu đen và rẻ cũ, không có mùi vải. Đấy, sau đó thì các bác quấn lại như này. Đấy. Thì khi mà các bác sử dụng đi bẫy, nó sẽ không gây sát thương. À, các bác có thể bẫy được cả thú to, thú nhỏ, bẫy được hết nhé. Với cái mẫu bẫy như thế này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Hoặc có một cách khác nữa, thì nó cũng rất là kỳ công. Đấy, các bác lấy những cái chiếc rũa sắt ấy, các bác rũa những cái mép răng này đi. Nó không bị sắc thì khi kẹp vào nó chỉ có giữ chân thôi chứ nó không bị sát thương mạnh. Và cái cách ngụy trang thì rất là dễ đấy, em chia sẻ rồi, như thế này thôi là các bác có thể ngụy trang được rồi, rất là đơn giản.
Và đây cũng là cái cách mà em muốn chia sẻ đến các bác trong video clip này. Thì có nhiều bác hỏi, đặt nhiều câu hỏi quá, nên là những cái clip mà em đã chia sẻ những cái cách mà để giúp các bác giải đáp những cái thắc mắc. Đấy, đối với các bác mà mới tập chơi hoặc là có những câu hỏi thì có rất là nhiều cách để bên em và các bác có thể liên hệ với nhau. Trực tiếp thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em qua hai đầu số điện thoại kia, để em và các bác có thể trao đổi, giao lưu nhiều cái, chia sẻ kinh nghiệm hơn. Đấy, nó còn đặt hàng các bác cũng có thể liên hệ trực tiếp để đặt hàng. Hoặc có một cách khác đó là các bác có thể để lại số điện thoại ở cái phần bình luận bên dưới, hoặc là các bác kết bạn Zalo, Facebook cho em qua cái đầu số điện thoại đầu tiên kia nhé. 0376253516 là có Zalo, các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em qua Zalo cũng được. Đấy, và rất là mong sẽ được chia sẻ nhiều những kinh nghiệm quý báu hơn nữa. Đấy, từ những bác khách hàng thân yêu, những bác khách hàng thân thiết và đã là tổ thọ trong cái việc đi săn bẫy rồi, thì luôn luôn muốn được giao lưu đến toàn thể các bác. Rất là mong các bác sẽ ủng hộ kênh nhiều hơn bằng cái cách là ấn nút đăng ký và ấn vào cái phần quả chuông để tiếp tục theo dõi những bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo. Và trước khi kết cúc máy thì em sẽ báo giá cho các bác về hai cái mẫu cạm này. Mẫu cạm 14, đây là mẫu cạm 14, bên em bán cả bàn như này là 20.000 giá tại thời điểm này. Và đây là mẫu 16, mẫu này mà cả bàn là 25.000 nhé các bác nhé. Đấy. Và bây giờ thì chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo.